Mến chào bạn, trong video clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kiểm tra các gói dịch vụ, các gói cước, các chương trình ưu đãi nhất trên sim Vinaphone của chúng ta. Thì nhiều bạn chúng ta sử dụng sim Vinaphone nhưng không biết là sim của chúng ta đang sử dụng những gói cước gì, có những chương trình khuyến mại ra sao và các chương trình khuyến mại đó thì có áp dụng cho sim của chúng ta hay không. Thì yên tâm, muốn nắm rõ các nội dung này thì các bạn cứ theo dõi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để kiểm tra các gói dịch vụ, các chương trình ưu đãi, các gói cước đã và đang sử dụng trên sim của chúng ta một cách nhanh nhất nhé bạn. Link của website, link của bài viết thì mình sẽ luôn để ngay tại phần mô tả video clip ở phía dưới đây. Để các bạn sau khi xem xong mà chưa hiểu hoặc là muốn tìm hiểu kỹ thì các bạn cứ cài xuống phía dưới giúp mình đây, có link bài viết hướng dẫn. Ngoài ra các bạn nhớ vào website mà giảm giá 79.com nhé. Tại đây thì mình sẽ cung cấp rất nhiều các cách để các bạn có thể nhận data 3G, 4G của các nhà mạng là hoàn toàn miễn phí luôn đấy. Rồi nội dung chính cách để kiểm tra các gói dịch vụ, các chương trình khuyến mại của sim của chúng ta. Đầu tiên mà cú pháp được rất nhiều các bạn tin dùng đó là chúng ta chỉ cần thao tác trên bàn phím thôi. Thì các bạn chỉ cần đến bàn phím chúng ta chỉ cần nhận pháo 110 thang và sau đó nhận phím gọi. Thì lúc này hệ thống sẽ hiển thị cho chúng ta là các chương trình các bạn các phím tắt trên điện thoại và các bạn chỉ cần nhận vào. Ở đó thì sẽ thông tin cho các bạn về lượng data phụt gọi hoặc là các gói cước khuyến mại, các chương trình ưu đãi đặc biệt chỉ dành cho sim của chúng ta. Đấy thì các bạn có thể từ đó mà đăng ký các gói cước cũng như tham gia các dịch vụ mà đặc biệt là khuyến mại. Và tất nhiên nó chỉ áp dụng cho từng sim mà thôi, và trong đó có sim của chúng ta mới có các chương trình này. Thứ hai là chúng ta có thể gọi tổng đài. Thì tất nhiên tổng đài 18001091 của nhà mạng thì luôn làm việc 24/24. Ở đây thì các bạn yên tâm, cứ gọi lúc nào cũng được. Thì tổng đài từ đó ấy sẽ nghe mong muốn của bạn, họ sẽ tư vấn cho chúng ta các chương trình, các gói cước mà có ưu đãi nhất cho sim của chúng ta. Đặc biệt thì họ còn kiểm tra được là chúng ta đang sử dụng các gói cước như thế nào, có ưu đãi hay không, và thời gian sử dụng đến bao lâu, để từ đó có thể tư vấn cho chúng ta để có cách phân phối và sử dụng một cách hợp lý hơn. Thứ ba là chúng ta vào trực tiếp website của nhà mạng. Thì các bạn vào link tại địa chỉ đây, my.vinaphone.com.vn. Thì tại đấy thì tất nhiên nếu đã vào website thì các bạn phải đăng ký thành viên. Nếu các bạn đăng ký thì cũng đơn giản thôi, vài thao tác ví dụ như cung cấp là tên, địa chỉ, số điện thoại và từ đó là tiến hành đăng ký. Trường hợp bạn đăng ký rồi thì cứ đăng nhập vào thôi. Sau đó các bạn vào mục gọi cước dịch vụ giá trị gia tăng, rồi đến mục cá nhân và sau đó là tra cứu thông tin nhé. Thì cũng tương tự như các cách tên. Ở cách này thì cũng hiển thị ví dụ như số dư tài khoản, dung lượng còn lại của dùng, SMS, số phút gọi, số chương trình khuyến mại mà các bạn đang áp dụng được áp dụng, và đặc biệt là giới thiệu các chương trình khuyến mại mà có thể thuê bao của bạn sẽ được áp dụng trong tương lai, để từ đó bạn chuẩn bị và sắp tới sẽ có thể đăng ký các gói cước mà sử dụng. Thứ tư là kiểm tra trên ứng dụng MyVNPT. Thì tất nhiên cũng giống như tất cả các nhà mạng khác thì nhà mạng VNPT cũng phát triển một ứng dụng để chúng ta có thể quản lý sim của chúng ta, đó chính là MyVNPT. Đấy, link thì mình để ở đây, các bạn có thể tải về và cài đặt luôn trên máy của chúng ta nhé các bạn. Ứng dụng của nhà mạng thì giúp chúng ta quản lý sim, quản lý tất cả các vấn đề từ thông tin chính chủ, đăng ký gói cước, tư vấn về dịch vụ cũng như thông tin về các số điện thoại đã đăng ký, các SMS đã gửi trong thời gian qua. Đấy, thì nói chung là tất cả các thông tin chi tiết là đều hiển thị tại ứng dụng này. Các bạn cứ cài đặt nó điện thoại của chúng ta rồi đăng nhập vào đến mục menu và mục quản lý cá nhân, gói cước rồi thông tin tài khoản cá nhân sẽ hiển thị đầy đủ chi tiết cho chúng ta luôn. Mà nói thật, trên giao diện màn hình chính cũng đã hiển thị cho các bạn một số thông tin cơ bản rồi, bạn cũng đã nắm rõ được các thông tin rồi. Nói chung yên tâm, cứ đăng nhập vào là chúng ta đã thấy ngay là chúng ta đang sử dụng các gói cước như thế nào. Bên cạnh đó, nếu các bạn đã cần miễn phí sử dụng 4G, 5G thì các bạn xem đây, các bạn có rất nhiều các khách đấy, các bạn cứ vào và nhận data 4G hoàn toàn miễn phí nhé. Đặc biệt các bạn nào đang cần sử dụng một chiếc sim miễn phí lên mạng cả năm đây, bất kỳ lúc nào các bạn cũng có thể lên mạng để có thể học tập phản wifi, học online vô tư, thì các bạn cứ vào đây đó. Sim này thì mình sẽ cung cấp các bạn sử dụng mua một lần, dùng cả năm, lúc nào cũng có data, không phải nạp phí duy trì, nên các bạn cứ vào đây để tìm hiểu thêm nhé các bạn.
Đặc biệt hơn nữa thì nếu các bạn nào đăng ký gói cước thì nhớ vào website tham gia các gói cước ở đây, 10 ngàn, 20 ngàn, 30 ngàn, họ rất rẻ thôi, nhưng các bạn có thể đăng ký và sử dụng cho chu kỳ ngày, tuần, tháng là thoải mái luôn. Đừng quên link của website, link của bài viết thì luôn ở phía dưới đấy nhé. Đó, các bạn nhớ click vào, đọc thật kỹ các nội dung, xem thử mình đã hiểu rõ chưa, rồi sau đó cùng thực hiện. Ngoài ra thì nhớ vào website để có thể nhận các data hoàn toàn miễn phí. Trong trường hợp có vướng mắc thì đừng quên để lại nội dung comment ở đây, mình sẽ đọc và có các phản hồi trả lời cho các bạn. Nếu thấy hay thì các bạn nhấn like kênh, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. À, các bạn nhớ nhấn like, đăng ký kênh và nhấn chuông theo dõi nữa. Như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách đi kiểm tra các gói dịch vụ, các gói cước, các chương trình khuyến mại trên sim Vinaphone của chúng ta. Thì nếu hữu ích nhớ like và chia sẻ cho bạn bè cùng biết nha bạn. Và nếu tất nhiên rồi, nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông theo dõi để mình hơn nữa cho các bạn, giúp bạn sử dụng sim Vina của mình một cách tốt nhất. Cảm ơn bạn rất nhiều.